Bao tiền túi chị ơi? 15 nghìn là thêm 10 nghìn. Sao hai túi 15 nghìn? Lâu lắm mới được ăn bỏng nổ ấy. Chị có hay nổ đây không chị? Chị có hay nổ đây không? Một tháng một lần. Vào ngày nào? Ngày mai có muốn mua cái nổ không? Mai đây chưa. Đi, vâng.